sư Chào các vị đồng tu Lần này Là lần đầu tiên Chúng ta tổ chức Đại hội Giảng Kinh Hoàng Pháp Tại Diện Tri Ân Nhật Bản Hôm nay chúng ta Nhìn thấy bản Kinh này đây là bản mà tôi mới nhìn thấy hai ngày nay bác đại nhân giác kinh giảng ký là trước đây giảng tại đài loan chính bút ký của cư sĩ hàn anh chúng ta lần này sẽ dùng bản này để kỷ niệm lão cư sĩ hàn anh phật pháp bất kể là kinh điển đại thừa hay tiểu thừa có thể nói là từng câu từng chữ đều hàm chứa vô lượng nghĩa lần này chúng ta vì do thời gian hạn chế cho nên xin giới thiệu giảng lược bộ kinh này với quý vị tuy thời gian ngắn cũng phải giảng bộ kinh này viên mãn đây là quy tắc nhất định Lần này tổ chức Pháp hội này tại đây Được sự giúp đỡ tận tình Của Hai vị Là Tiên sinh Thủy Cốc Và Lão Pháp Sư Trung Thôn có thể giảng giải kinh điển Phật pháp trong tự diện nhân duyên thật vô du cùng thù thắng chúng tôi luôn hy vọng có thể làm hưng thịnh lên nền giáo dục Phật pháp trong tự diện. Vừa rồi, chúng tôi nghe bài diễn văn của Tiên sinh Thủy Cốc cùng đại diện của Lão Hòa Thượng. Lời phát biểu của Pháp Sư Diêm thì chúng tôi có thể khẳng định nhân sĩ mà giới Phật giáo Nhật Bản biết tên cũng vô cùng khẳng định đối với việc Hoàng Dương Kinh giáo lợi ích chúng sanh Chúng tôi nghe vậy cũng hoan hỷ vô cùng Cũng vô cùng tôn trọng Nên muốn dốc hết chút sức hèn mọn này của chúng tôi Tập hợp sức mạnh này Hy vọng có thể đem Phật Pháp Mở rộng đến toàn thế giới Chúng ta Tưởng tượng đến Đức Thế Tôn Năm xưa còn tại thế từ sau khi thị hiện thành đạo liền bắt đầu làm công tác dạy học Mọi người đều biết Cái gọi là giảng kinh hơn 300 hội Thuyết pháp 49 năm Từ hai câu nói này Chúng ta liền có thể thể hội được một cách sâu sắc rằng Thế Tôn năm xưa còn tại thế Có thể nói cả đời Ngài Là phục vụ cho công tác dạy học 49 năm Không hề gián đoạn Không hề nghỉ ngơi Điều này chúng ta Cần phải ghi nhớ Cần phải học tập theo Lần này Chúng tôi Có nhân duyên thù thắng Đã ở lại năm ngày tại diện bổn giác cao giả sơn ở nơi đó giảng giải với mọi người tam phước của quán kinh giới thiệu về tâm yếu truyền pháp của ấn quan đại sư nói rõ cùng quý vị Chư Phật Bồ Tát Các Ngài khởi tâm động niệm Lời nói việc làm Đều là từ tự tánh Tánh đức tự nhiên lưu xuất Hay nói cách khác Có thể tùy thuận tánh đức Đó liền gọi là Phật Bồ Tát Đi ngược lại tánh đức đây là phàm phu cho nên học phật chính là phải học theo đức thế tôn học theo tổ sư đại đức chúng ta phải học giống hệt như các ngài dạy đây gọi là học phật chân chánh sau khi làm được rồi có thể nói sau khi làm được rồi mới nói đây chính là thánh nhân sau khi nói được có thể làm được, đó gọi là hiền nhân. Nói được mà làm không được, lời tôi nói đây thật khó nghe, đó gọi là kẻ lừa bịp, đó là tự dối mình dối người. Cho nên, nên giáo dục Phật pháp, đức hạnh được xếp vào vị trí quan trọng hàng đầu Không những là Phật Pháp Mà nền giáo dục nho gia Cũng xếp đức hạnh vào vị trí đứng đầu Bốn khoa của khổng tử Cái đứng đầu là đức hạnh Cái thứ hai là ngôn ngữ Cái thứ ba là chánh sự Cái thứ tư mới là văn học Cho nên thế gian hay suốt thế gian Thánh nhân giáo hóa Cái dụng tâm Lập ý đó Chúng ta không thể không hiểu rõ không hiểu rõ thì bạn sẽ không biết phải học từ đâu cho nên chúng ta phải vô cùng xem trọng việc tu dưỡng đạo đức phật giáo là nền giáo dục của phật đà là nền giáo dục chí thiện viên mãn của phật đà đối với chúng sanh trong chính pháp giới đây là điều đầu tiên chúng ta cần khẳng định cần nhận thức rõ ràng sau đó mới không đến nỗi đi sai đường kinh điển là nội dung giảng dạy của phật dùng cách nói hiện nay mà nói chính là sách giáo khoa trong giáo dục của phật đà bộ kinh này được phiên dịch vào thời kỳ đầu cho nên chúng ta nhìn thấy thể lệ của dịch kinh mỗi một bộ kinh vừa mở ra thì nhất định có như thị ngã giáng nhất thời phật tại nơi nào đó cùng với những thính chúng nào những ghi chép này trong phần mở đầu của kinh đều không có đây là thời kỳ đầu khi phật giáo vừa mới đến trung quốc thể lệ dịch kinh vẫn chưa kiến lập Bộ kinh này Chúng ta xem Trong phần nội dung Đại khái là Do Đại sư An Thế Cao phiên dịch Từ những pháp mà Phật đã nói Trong 49 năm này Trích ra được 8 điều quan trọng nhất Đã trích ra được 8 điều Để giới thiệu đơn giản nhất cho chúng ta là mang tính chất như vậy rất tương đồng với tính chất của kinh tứ thập dị chương kinh tứ thập dị chương hoàn toàn không phải do phật đói ra bộ kinh này mà đều là được trích ra từ trong tất cả các kinh điển trích ra được 42 điều đó là trúc pháp lan và ma đằng phiên dịch kinh phật phiên dịch bộ đầu tiên là kinh tứ thập dị chương bộ này thời gian cũng rất gần nhau bộ này càng đơn giản hơn so với kinh tứ thập dị chương có thể nói là khái yếu của phật học là trích yếu những điều khái quát từ trong kinh điển hai điều phía trước là pháp tiểu thừa sáu điều phía sau là pháp đại thừa có thể nói là giới thiệu tương đối viên bản vô cùng tinh yếu rất đáng để chúng ta học tập. Đặc biệt là người mới học Phật pháp, chúng ta nói với họ những gì vậy? mấy điều này là thích hợp nhất. Kinh điển của Phật rất nhiều, chúng ta nhìn thấy đề kinh. Đề kinh này là kinh Phật thuyết bát đại nhân giác. Và có rất nhiều bộ kinh đề kinh hoàn toàn không có hai chữ phật thuyết này vậy tại sao có kinh phải thêm vào hai chữ phật thuyết có kinh lại không dùng hai chữ phật thuyết này đây là ý gì vậy chúng ta cần phải hiểu cho được thông thường kinh điển phần chánh tông câu nói đầu tiên là phật thuyết bộ kinh này đề kinh có thêm hai chữ phật thuyết nếu như câu đầu tiên không phải Phật thuyết Là đệ tử của Phật đưa ra câu hỏi Giống như kinh điển dạng này Trên thói quen thì không thêm hai chữ Phật thuyết Bộ kinh này là do kết tập Từng câu từng chữ Đều do đích thân Phật tuyên giảng Cho nên trên đề kinh Cũng thêm vào hai chữ Phật thuyết này Kinh Phật Lập đề chính là Đề mục Nó đều có quy tắc Cổ nhân nói với chúng ta Có bảy loại lập đề Điều này Ở đây chúng ta Cũng đem nó tỉnh lược bớt Bộ kinh này Trong bảy loại lập đề Nó thuộc vào nhân pháp lập đề Phật là nhân bát đại nhân giác là pháp ở trong đề kinh có nhân có pháp không có tỷ dụ là nhân pháp lập đề cái chữ phật này có nghĩa là giác ngộ có nghĩa là trí tuệ giác ngộ viên mãn đầy đủ trí tuệ viên mãn hay nói cách khác, giác ngộ, triệt để, chân lý của vũ trụ nhân sinh. Người này, chúng ta bèn tôn xưng họ là Phật Đà. Ở chỗ này là địa chỉ riêng Phật Thích Ca Mâu Ni. Chỉ bộ kinh này là do chính Ngài nói ra. Giác có ba ý nghĩa tự giác giác tha giác hành viên mãn tự giác là đối với bất giác mà nói phàm phu trong sáu cõi bất giác cho nên bất giác chính là mê đích thực giác ngộ thì họ liền thoát khỏi sáu cõi luân hồi thoát khỏi sáu cõi, thông thường chúng ta nói, ngoài sáu cõi, là Pháp giới bốn thánh, có thanh danh, A-la-hán, Bích-chi Phật, có Bồ-Tát quyền giáo, có Phật của tạng giáo, Phật của thông giáo. Những cấp này đều là thuộc vào tự giác. Nếu như tự giác lại có thể giác tha. Đó chính là Bồ Tát. Bồ Tát chúng ta gọi là chánh đẳng, chánh giác. Ở trong Phật Pháp nói, phá một phẩm vô minh, chứng một phần Pháp thân. Trong hội Hoa Nghiêm gọi là Pháp thân đại sĩ. Đây là Bồ Tát chân chánh. Chánh đẳng, chánh giác Giác hành viên mãn Chính là vô thượng chánh đạn chánh giác Là trên 41 vị Pháp thân đại sĩ Là Phật quả cứu cánh viên mãn Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni Chỗ mà Ngài đã chứng được là Phật quả cứu cánh viên mãn Chúng ta gọi Ngài là Phật Đà bộ kinh này là do phật nói cho nên phía trước có chữ phật thuyết bác là nói tám loại phương pháp giác ngộ cho nên dưới nó có giác ngộ có giác tri chúng ta dùng một danh từ làm đại biểu là được rồi tám loại phương pháp giác ngộ từ đó cho thấy nó vô cùng quan trọng hoàn toàn là nói từ trên cương lĩnh nói từ trên nguyên tắc chúng ta nhất định phải nắm bắt nó cho thật kỹ để tự mình đi trên con đường giác ngộ đại nhân là cách tôn xưng đối với phật đối với pháp thân bồ tát tám loại phương pháp này đều là nguyên lý nguyên tắc giác ngộ của chư phật như Lai, Pháp thân Bồ Tát. Chúng ta cần phải nên học tập. Cho nên gọi là Bác Đại Nhân Giác. Kinh là tên chung. Trong Phật Pháp gọi là Khế Kinh. Trên thì hợp với lý của chư Phật Đại Chứng. Dưới hợp với căn cơ của chúng sanh để độ. Cho nên gọi nó là khế kinh Kinh cũng rất nhiều ý nghĩa Trong kinh Hoa Nghiêm nói Có 10 loại Hiện nay Kinh điển lưu hành cũng rất rộng rãi Nên ở đây Chúng tôi cũng lượt bỏ nó bớt Chúng ta tiếp tục Xem nhân đề Kinh điển Đều là từ Ấn Độ Truyền qua Trung Quốc Nguyên danh là viết bằng tiếng Phạn Sau khi đến Trung Quốc Nhất định phải thông qua phiên dịch Đem Phạn danh dịch thành văn tự Trung Quốc Thì mới có thể lưu hành phổ biến ở Trung Quốc được Bộ kinh này là do ai phiên dịch vậy? Nhất định phải có một người phụ trách Thời xưa phiên dịch kinh vô cùng thận trọng Quy mô của nơi phiên dịch cũng rất lớn Dũng tương đương với diện trưởng diện dịch kinh Mà chúng ta hiện nay thường nói Là dùng danh nghĩa của họ Họ hoàn toàn chịu trách nhiệm Để chúng ta Sanh tính tâm Người phiên dịch là Sa môn an thế cao Đời hậu hán dịch Hậu hán là đại biểu cho năm Bộ kinh này được phiên dịch vào năm nào vậy? Sa môn là trình độ học vấn. Đây là Pháp Sư vô cùng khiêm tốn. Vì sao người dịch kinh đều xưng là tam tạng Pháp Sư? Đại sư An Thế Cao, Ngài quả thực đúng là tam tạng Pháp Sư, nhưng Ngài không dùng cách xưng hô này mà Ngài dùng sa môn Sa môn là vô cùng khiêm tốn Vô cùng khách sáo Nghĩa của sa môn dịch là Cần tức Cần tu giới định tuệ Tức diệt tham sân si Đây là ý nghĩa của sa môn Hay nói cách khác Học Phật Từ lúc Mới nhập môn Cư sĩ tại gia Có thể tu ngũ giới Thập thiện Cũng có thể xưng là sa môn Sa môn không phân biệt tại gia hay xuất gia Xuất gia sa di Có thể siêng năng tu Mười giới Và hai mươi bốn oai nghi Cũng là có điều kiện của sa môn Cho nên sa môn Là cách xưng hô Vô cùng khiêm tốn và cách sáo Đây là đại sư đã làm một tấm gương tốt cho chúng ta thấy đặc biệt là cho chúng sanh thời mạt pháp, chúng sanh thời mạt pháp quả thật mà nói, họ bất giác, họ mê hoặc, cuồng vọng tự đại. Chúng tôi hôm nay nhìn thấy cách xưng hô này, chúng tôi cảm thấy xúc động vô cùng. Chúng ta cần phải học tập đức tính khiêm tốn, cung kính của những bậc đại đức này. Hạ mình và kính người. an thế cao là đức hiệu của đại sư đức hiệu của ngài thực tế là thế cao an là tên gọi quốc gia của ngài cũng giống như đại sư huyền trang của trung quốc chúng ta đến ấn độ du học gọi là đường huyền trang Ngài hoàn toàn không phải là họ đường Ngài là người nước đường Cộng thêm danh hiệu của quốc gia Ngài Pháp sư nước ngoài đến Trung Quốc Hoàng Pháp Thì cũng đều đem danh hiệu của chính quốc gia họ Thêm vào phía trước Cho nên gọi là An Thế Cao An là nước An Tức Nước An Tức là vào Triều Hán Đời đường gọi là Ba Tư hiện nay gọi là iran hiện nay nói ngài là người iran vào lúc triều hán gọi là nước an tức đại sư thế cao của nước an tức ngài là thái tử của nước an tức là một người con có hiếu phụ thân là vua nước An Tức. Sau khi phụ thân Ngài qua đời, Ngài kế thừa dương dị. Không bao lâu, thì Ngài nhường dương dị lại cho người chú. Bản thân Ngài xuất gia tu hành, có duyên vô cùng sâu dày với Trung Quốc. Sau này đến Trung Quốc, Hoàng Dương Phật Pháp là một vị đại đức phiên dịch thù thắng nhất của Phật giáo Trung Quốc thời kỳ đầu. Ngài đã ở lại Trung Quốc tổng cộng hơn 20 năm. Phiên dịch kinh có 29 bộ, tổng cộng có 176 quyển, hiện nay đều có thể tìm thấy trong Đại Tạng kinh. Bộ kinh này là ngài đã dịch vào thời kỳ đầu mới đến Trung Quốc là một bộ ở trong đó Ngài đến Trung Quốc Năm Kiến Hòa Nguyên Niên Là năm 147 Sau công nguyên Niên đại Niên đại Cách nói như vậy là rất rõ ràng rồi Năm nay là năm 2002 sau công nguyên Ngày đến Trung Quốc là năm 147 sau công nguyên Trong các kinh điển thông thường Đều có phần tự, phần chánh tông, phần lưu thông Cách chia rất rõ ràng Ở trong bộ kinh này không có Năm xưa thầy lý giới thiệu cho chúng tôi bộ kinh này thầy nói tuy không có ba phần này nhưng quan sát tỉ mỉ cũng có ý của ba đoạn này mới mở đầu kinh văn từ di phật địa tử đến bác đại nhân giác bốn câu này có thể nói tương đương với phần tự từ đệ nhất giác ngộ đến để bác giác ngộ Tám đoạn này Là phần chánh tông Của bản kinh Cũng là trọng điểm Mà bộ kinh này nói đến Đoạn văn sau cùng Từ như thử bác sự Đến thường trụ khoái lạc Có thể nói là Phần lưu thông của bản kinh Di Phật đệ tử Thường ư trú Dạ Chí tâm tụng niệm bát đại nhân giác bốn câu này chúng ta có thể nhận thấy rằng thế tôn dùng lời thành khẩn ý sâu xa giáo huấn chân thực từ bi bảo với chúng ta chúng ta muốn làm học trò của phật thì cần phải thường xuyên ngày đêm chí tâm là dùng tâm chân thành phải nhớ tụng phải thường xuyên niệm bát đại nhân giác tám điều này là pháp môn giác ngộ của chư phật pháp thân bồ tát như vậy mới không lỗi là đệ tử đích thực của phật đà đệ tử này bất kể là tại gia hay xuất gia lời khai thị của bốn câu này chúng ta dứt khoát không được lơ là phật dạy chúng ta ngày đêm sáu thời tức là ngày đêm không được gián đoạn dùng tâm chân thành nhất tâm khẩn thiết nhất không có một mảy may tâm hư ngụy hướng về chư phật như lai hướng về pháp thân bồ tát mà học tập tám loại phương pháp giác ngộ chân thực này của các ngài bây giờ mời xem kinh văn Đệ nhất giác ngộ Thế gian vô thường Quốc độ nguy thúy Tứ đại khổ không ngũ ấm vô ngã Sanh diệt biến dị Hư ngụy vô chủ Tâm thị ác nguyên Hình di tội tẩu Như thị quán sát Tiệm ly sanh tử Các bạn đồng tu học Phật đều biết nhà phật thường hay nói sanh tử sự đại chúng ta học phật mục đích thật sự là gì cái gì chỉ là nhằm mục đích giải quyết cái vấn đề này năm xưa khi thế tôn còn tại thế chúng ta thấy từ trong truyện sử ngài đã từng đi ra ngoài dạo chơi đây là dạo chơi bốn cửa thành nhìn thấy cái khổ sanh già bệnh chết của nhân gian ngài đã được soi sáng từ chỗ này mới phát tâm xuất gia tu đạo mục đích chính là để giải quyết vấn đề sanh tử mục đích này ngài đã đạt được rồi Ngài đã làm được Sau khi làm được Liền giúp đỡ chúng ta Chúng sanh khổ nạn Trong sáu cõi Giải quyết Cái vấn đề lớn Không thể giải quyết này Đây là mục đích Đích thực của Phật Đà ra đời Kinh điển Tuy Rất ngắn gọn tinh giản nhưng rất vô cùng quan trọng phật gợi mở cho chúng ta cái đầu tiên phải giác ngộ thế gian chính là môi trường sống của chúng ta nhỏ đây là chỉ môi trường xung quanh mà thường ngày ta cư trú học tập mở rộng ra chính là quả địa cầu này mở rộng hơn nữa Chính là ngày đây chúng ta nói hệ Ngân Hà. Hệ Ngân Hà vẫn chưa lớn. Hệ Ngân Hà, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, nói với chúng ta là Nam Thiện Bộ Châu ở trong thế giới ta bà. Thế Tôn, khu vực giáo hóa của một vị Phật là một Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Hệ Ngân Hà là một đơn vị thế giới Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới Suốt cuộc là bao lớn vậy Nếu như theo cách nói của Lão Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ Thì mười dạng ức cái hệ Ngân Hà Mười dạng ức cái hệ Ngân Hà Là một phạm vi mà Phật Thích Ca Mâu Đi giáo hóa Đây là khu vực giáo hóa của một vị Phật Quan sát theo cách này Thì quả địa cầu này của chúng ta quá nhỏ quá bé nhỏ đi là nói cái thế gian này của chúng ta vô thường nói rõ cái thế gian này có thành trụ hoại không tất cả mọi sự vật có trong cái thế gian này đều đang thay đổi theo từng sát na hoàn toàn không có thường hằng cho nên nói rõ ràng cho chúng ta biết là quốc độ nguy thúy cái thế gian này ngày nay chúng ta có biết bao nhiêu tai nạn từ thiên nhiên có nạn lửa có nạn nước có nạn gió có động đất nó không có một giây phút nào ngừng nghỉ hiện nay nhà khoa học đã chứng minh cho chúng ta và đã đưa ra rất nhiều những thường thức phong phú này cho chúng ta thấy. Chúng ta biết trái đất này, sự thay đổi của tâm trái đất, sự thay đổi của vỏ trái đất. Đích thực đúng như lời Phật đã nói. Chúng ta cần phải nhận thức rõ ràng. Đối với cái thế gian này, chúng ta phải khéo lợi dụng. Phật Pháp thường nói, mượn giả tu thật chúng ta phải học cái chân thường từ trong cái vô thường cái gì là chân thường vậy pháp tánh là chân thường pháp tánh thân là chân thường pháp tánh thổ, thổ là chân thường làm sao có thể từ vô thường tu thành chân thường đây là công phu đây là giác ngộ chân chánh tứ đại khổ không ngủ ấm vô ngã hai câu này là nói vô ngã cái thân này của ta là giả cái thân thể này tế bào mới thay thế tế bào cũ cũng đang thay đổi theo từng sát đa hay nói cách khác cái cơ thể mà lúc chúng ta bước vào giảng đường này với cái cơ thể mà chúng ta nghe xong hai giờ giảng kinh này bước ra so với hai giờ trước đây có giống nhau hay không xin thưa quý vị là không giống nhau rất nhiều tế bào đã chết và rất nhiều tế bào mới được sinh ra đã chuyển hóa rồi cho nên sự thay đổi của hai giờ là vô cùng lớn năm ấm vô ngã bốn đại là nói vật chất năm ấm là nói tinh thần chúng ta đem toàn bộ hiện tượng của giới sự sống quy nạp lại thì không ngoài hai loại lớn này vật chất hiện nay khoa học đã chứng minh cho chúng ta rồi tất cả mọi hiện tượng vật chất đều do vật chất cơ bản tổ hợp thành như hiện nay nhà khoa học phân tích cho chúng ta chúng ta hiểu rõ tất cả mọi vật chất đều có thể phân tích phân tích ra thành phân tử phân tử phân tích nữa là nguyên tử điện tử hạt tử nghe nói hiện nay hạt tử còn có thể phân tích gọi là hạt quắc đây là đơn vị nhỏ nhất động vật thực vật khoáng vật tinh cầu thế giới đều do những vật chất cơ bản này tổ hợp thành. Cho nên, vật chất quả đúng là bình đẳng. Ở trong Kinh Kim Cang nói, tướng nhất hợp. Chúng ta đã chứng minh từ khoa học. Thật đúng là lớn như vũ trụ, nhỏ như di trần là hiện tượng do một loại vật chất tổ hợp thành. Cho nên, nó là bình đẳng. Vật chất cơ bản đó có bốn hiện tượng Gọi là tứ đại Hiện tượng thứ nhất Nó quả đúng là vật thể Rất nhỏ, mắt thường chúng ta không nhìn thấy Nhưng dùng thiết bị khoa học Có thể phát hiện nó tồn tại Cái này Chúng ta gọi nó là đất Đất chính là nói nó là vật chất Cái vật chất này Nó có độ nóng Độ nóng chúng ta gọi nó là hỏa đại. Nó có độ ẩm, độ ẩm chúng ta gọi nó là thủy đại. Thủy đại, thủy đại biểu cho độ ẩm. Đi là người Trung Quốc, người phương Đông nói, hiện nay người phương Tây họ không nói độ nóng, không nói độ ẩm mà họ nói mang điện âm, mang điện dương. Mang điện dương chính là hỏa đại. Mang điện âm chính là thủy đại. Nó là thể mang điện. Nó có một hiện tượng nó động chứ nó không đứng yên cái động này gọi là phong đại phong là động không động thì không gọi là phong bốn hiện tượng này của hạt cơ bản chính là đất nước gió lửa bốn loại hiện tượng này bốn hiện tượng này đang thay đổi theo từng sát na khổ không nó không phải tồn tại vĩnh hằng nó thay đổi theo từng sát na cái thời gian của sự thay đổi đó tốc độ rất nhanh chúng ta không cách gì tưởng tượng được đây là để chúng ta hiểu rõ chân tướng của thế giới vật chất sau đó lại nói với chúng ta chân tướng của thế giới tinh thần ngũ ấm ngũ ấm là sắc thọ tưởng hành thức cái đầu tiên là sắc chính là tứ đại đã nói phần trước là thế giới vật chất thọ là cảm thọ cảm thọ tưởng là vọng tưởng của bạn thấy đều không phải chân thực vọng tưởng hành có nghĩa là không đứng yên tức là bạn không có cách gì dừng lại được bạn nhất định là đang nảy sinh thay đổi theo từng sát na sau cùng là thức chính là a lại gia thức mà trong phật pháp nói ở trong pháp tướng duy thức học nói vô cùng tường tận sắc thọ tưởng hành thức sanh diệt biến dị hư ngụy vô chủ nói tóm lại bất kể là thế giới tinh thần hay là thế giới vật chất bao gồm cả thân tâm này của chúng ta cho đến môi trường sống nói tóm lại Chân tướng của nó là Sanh diệt, biến dị, hư ngụy vô chủ Tám chữ này Phật đem nó nói hết rồi Xem tiếp hai câu dưới đây Tâm thị ác nguyên Hình di tội tẩu Như thị quán sát tiệm ly sanh tử Hai câu phía trước vô cùng quan trọng Là hai câu quan trọng nhất ở trong giác ngộ đầu tiên tâm cái tâm này là vọng tâm chính là nói ý nghĩ của chúng ta ý nghĩ là căn nguyên của tất cả ác nghiệp hình là nói thân của chúng ta khẩu của chúng ta thân khẩu tạo nghiệp Tội tẩu, tẩu là tụ họp Tất cả mọi tạo tác bất thiện Đều do thân khẩu tạo nên Trong kệ sám hối Chúng ta thường niệm Xưa kia đã tạo các ác nghiệp Các ác nghiệp này Do ai tạo nên vậy? Tất cả là do thân khẩu ý ba loại này tạo nên đây là dạy pháp môn cầu sám hối chân chánh cho chúng ta phải nhận thức rõ ràng khởi tâm động niệm là nguồn gốc của ác chư phật như lai pháp thân bồ tát chỗ mà các ngài không giống với phạm phu chúng ta là chỗ nào vậy chính là ứng hóa ở trong chính pháp giới các ngài tùy thuận chúng sanh ở trong tất cả các cảnh duyên các ngài đích thực là làm được không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước dù cho đang làm đủ dạng thị hiện cho chúng ta khi dạy bảo chúng ta cũng chưa từng có khởi tâm động niệm đây chính là na già thường tại định du hữu bất định thời mà trong kinh đại thừa thường nói chúng ta thì hoàn toàn ngược lại sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước đây là nguồn gốc của ác sau đó mới biểu hiện ra trong hình tượng thân thể của chúng ta liền tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp cho nên phật ở chủ này điều thứ nhất dạy chúng ta phải từ chủ này mà quán sát bạn đích thực thấy rõ ràng thấy sáng tỏ rồi cái quán sát này là phát hiện thấy chân tướng của vũ trụ nhân sinh quốc độ thế gian là vũ trụ bốn đại năm ấm là nhân sinh đích thực thấy rõ ràng thấy sáng tỏ chân tướng của vũ trụ nhân sinh rồi thì bạn sẽ không khởi tâm động niệm bạn sẽ không tạo tội nghiệp nữa như vậy bạn mới dần dần có thể thoát khỏi sáu cõi sanh tử luân hồi phật bồ tát đại nhân các ngài quán sát tức là trong phật pháp đại thừa thường nói quán chiếu chiếu kiến trong bát nhã tâm kinh nói chiếu kiến ngụ uẩn giai không quán sát ở chỗ này chính là chiếu kiến do đó kinh văn tuy rất ngắn gọn nhưng nghĩa lý sâu rộng vô cùng chúng ta là phạm phu hơn nữa là phạm phu có tội chướng sâu nặng chúng ta làm sao dập môn làm thế nào học đây đây là vấn đề vô cùng quan trọng trước mắt chúng ta Chúng ta học tập phương pháp nhập môn chỉ có một cách. Nếu như nói không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước thì phàm phu trong lục đạo không ai có thể làm được. Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần làm gì có đạo lý là không khởi tâm động niệm chứ? Chỉ làm thế nào? Chúng ta khởi tâm động Có phải vì bản thân Vì liền Có thể nhập môn Khởi tâm động niệm là vì bản thân Vậy chắc chắn là Tâm thị ác nguyên Hình di tội tẩu Bạn không thể không tạo nghiệp Nếu bạn tạo nghiệp Thì bạn không thể không nhận quả báo Quả báo là do nghiệp lực biến hiện ra hoàn toàn không phải do phật bồ tát ban cho bạn cũng không phải do vua diêm la cũng không phải thượng đế hay nói cách khác là hoàn toàn không liên can gì đến cảnh giới bên ngoài đều là do quả báo tội nghiệp của chính bạn biến hiện ra cái đạo lý này ở trong kinh đại thừa nói vô cùng tường tận chúng ta không thể không biết tất cả đều là tự làm tự nhận Phật Bồ Tát đứng bên cạnh nhìn thấy sinh tâm thương xót mà thôi không thể giúp được cũng giống như bạn thấy ác mộng vậy bạn đang thấy ác mộng thọ khổ thọ nạn ở trong mộng người tỉnh táo ở bên cạnh nhìn thấy không cách gì giúp đỡ bạn được cái đạo lý này cũng vậy cho nên trong kinh kim cang nói nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh lời nói này là hoàn toàn chính xác do đó chúng ta nhập môn tức là khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác quyết không vì bản thân chúng ta vì tất cả chúng sanh đặc biệt là xã hội này hiện nay vì chúng sanh khổ nạn vì chánh pháp trụ thế tâm hành của chúng ta quyết định phải Tương ưng với thánh giáo Chúng ta ngày nay nói tương ưng với tự tánh Đây là việc Rất khó làm được Vì chưa minh tâm kiến tánh Mà làm sao có thể tương ưng với tự tánh được Nhưng kinh giáo của Phật Bồ Tát Chính là tự tánh Là lưu xuất từ tự tánh Chúng ta có thể tùy thuận kinh giáo Chính là tùy thuận tự tánh Chính là tương ưng với tánh đức Đây là chỗ nhập môn học Phật của chúng ta Công phu đắc lực Thì thọ dụng Không có cùng tận Chào các vị Pháp Sư Mời xem Đệ nhị giác tri Chúng ta đọc qua văn kinh một lần Đệ nhị giác tri Đa dục di khổ Sanh tử bị lao Tùng tham dục khởi Thiểu dục du di Thân tâm tự tại Kinh văn có 8 đoạn Ở đoạn thứ nhất Chúng ta nhìn thấy là giác ngộ Đoạn thứ hai Nhìn thấy là giác tri Giác ngộ với giác tri Có gì khác biệt vậy? Điều này nhất định phải xem xét thật tỉ mỉ. Ý nghĩa của giác tri phải sâu hơn giác ngộ. Giác ngộ là bạn mới vừa bắt đầu ngộ nhập. Giác tri ở trong đây liền sinh ra trí tuệ cao độ. Nếu như không có trí tuệ tương đối thì bạn không cách gì tuy bạn giác giác ngộ nhưng bạn biết chưa đủ thấu triệt cho nên ý nghĩa của tri sâu hơn ngộ chúng sanh trong sáu cõi từ vô lượng kiếp đến nay do không thể giác ngộ đương nhiên càng không có giác tri cho nên sanh tử luân hồi ở trong sáu cõi sự việc này người hiểu rõ chư phật bồ tát thậm chí là a la hán nhìn thấy hiện tượng này đều cảm thấy đây là sự việc vô cùng đau buồn cho nên chư phật bồ tát xuất hiện ở thế gian mục đích của các ngài là giúp chúng ta thoát khỏi nỗi khổ lớn là sanh tử luân hồi chứng đắc niềm vui lớn là chân thường chúng sanh ở trong lục đạo quả thật giác ngộ thì cần nên nghĩ đến Phải cố gắng lợi dụng một đời này Thời gian của đời này tuy không dài Nếu như thực sự đi theo con đường giác ngộ Thì thời gian cũng đủ dùng Không những là thoát khỏi sáu cõi luân hồi Đã thoát khỏi mười pháp giới Thời gian cũng đủ để dùng Chúng sanh không ra khỏi Luân hồi Thì không cách gì Hành Bồ Tát Đạo Quả thật bà nói Gốc bệnh chính là Vì lợi ích riêng tư Chính là Đa dục Như đoạn này đã nói Nó hại chúng ta Nó hại chúng ta khởi mê hoặc tạo nghiệp thọ báo. Chúng tôi bình thường trong các buổi giảng thường hay khuyên các đồng tu nếu thực sự muốn thành tựu ngay trong đời này thì bạn không thể không xả bỏ ý niệm vì lợi ích chuyên tư, xả bỏ danh vọng lợi dưỡng. Xả bỏ sự hưởng thụ ngũ dục lục trần Xả bỏ tham sân si mạng Ở trong đoạn thứ nhất Phật dạy chúng ta Quốc độ thế gian Thần tâm chúng ta Đều không phải chân thực Đều là huyện hóa vô thường nếu như thật sự hiểu rõ cái đạo lý này hiểu rõ chân tướng sự thật chúng ta liền có thể buông xả ý niệm khống chế tất cả người sự vật ở thế gian hay xuất thế gian không còn có cái ý niệm này nữa không còn có ý nghĩ chiếm hữu nữa trong ý nghĩ còn không có thì làm gì có loại hành vi này ý nghĩ chính là ác nguyên mà phần trước đã nói ý nghĩ là cội nguồn của tội ác hành vi là tội tẩu nếu được như vậy thì chúng ta ngay trong đời này liền có thể đem nghiệp chướng tiêu trừ thật sạch sẽ nhất định được phật lực gia trì nguyện vọng cầu sanh tịnh độ của chúng ta chắc chắn có thể thành tựu dục vọng là không có cùng tận cái ý này là chứng tỏ một người ở trong lục đạo thời gian mê quá dài vô lượng kiếp đến nay mê trong lục đạo mê quá sâu rồi cho nên mới sinh ra phiền não tập khí nghiêm trọng như vậy nên biết rằng dục vọng là không có ở trong tự tánh ở trong chân tâm hoàn toàn không có dục vọng từ đó cho thấy ý niệm dục khởi lên chúng ta nhất định phải cảnh giác được đây là vọng tâm Đây là đã đi ngược lại tánh đức Cho nên Giác ngộ Phải bắt đầu giác từ đâu vậy Là ngay tại những chỗ này Nếu như Không có sự huân tập Tiếp nhận Phật Pháp Thường xuyên Thì sự huân tập Của tập khí phiền não Là không cách gì gián đoạn được Loại huân tập này Tất nhiên Sẽ khiến cho Thân khẩu Của chúng ta Tạo nghiệp Thân tạo ra sát Đạo dâm Khẩu tạo ra giọng ngữ Hai lời ác khẩu thiêu dịch Đây chính là hành vi tội tẩu mà phần trước đã nói ý nghĩ của chúng ta bất chánh tạo nghiệp thì chắc chắn phải thọ quả báo quả báo chính là phía dưới nói sanh tử bì lao tùng tham dục khởi đoạn kinh doanh này tổng cộng có 5 câu năm câu chia làm ba đoạn đa dục di khổ đây là đoạn thứ nhất đem tổng cương lĩnh này dạy bảo chúng ta. Hai câu ở giữa chính là nói sanh tử luân hồi trong lục đạo là việc như thế nào? Là do đâu mà có? Đây là nói Phạm Phu. Hai câu sau cùng đó là nói chư Phật Bồ Tát. Chư Phật Bồ Tát làm thế nào giải thoát làm thế nào có thể thoát khỏi sáu cõi Thoát khỏi mười pháp giới Đạt được thân tâm tự tại Cư sĩ Viên Đạt Cư sĩ Vọng Tây Địa chỉ email vọng tây cư sĩ a cộng gmail Co người đọc phật tử thiện quang phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện chân thành kính cúng dường nguyện cả thầy chúng sinh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này tra nghiêm cõi nước vợ bồ đề hết một bảo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật